Là một huyện ngoại thành của Hà Nội, huyện Gia Lâm được biết đến như một mảnh đất tiềm năng để người dân làm ăn và sinh sống. Nơi đây nhịp sống náo nhiệt, đông vui nhưng vẫn lưu giữ được vẻ yên bình vốn có, khuất sau những nếp nhà giản dị. Gắn bó nhiều năm với quê hương, nay bác Đức có cuộc sống khấm khá hơn, lúc về hưu cũng trọn vẹn những ngày an nhàn vui vẻ. Tôi Chu Văn Đức, sinh năm 1947. Sau khi đi bộ đội về, tôi trở về cơ quan thí nghiệp. Năm 1992, tôi được nghỉ mất sức, quay về địa phương, tham gia công tác ở địa phương. Để có được trạng thái hoạt bát và minh mẫn như lúc này, bác Đức cũng từng trải qua một thời kỳ gian nan, khổ sở với chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Hồi tưởng về những nhọc nhằn khi đó, bác lại thêm suy tư. Cái tiểu đêm tiểu nhiều lần là coi như cách đây được 2 năm rồi. Ban đêm đi tiểu rất nhiều, 4-5 lần mà ngủ ban đêm rất là khó chịu. Bởi vì đi tiểu 4-5 lần như thế coi như ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nhất là người già không ngủ được. Ban ngày thì nói chung là so với ban đêm thì coi như ban ngày nhiều hơn, là vì mình đi lại nhiều, uống nước nhiều. Cho nên là đi là cũng 5-6 lần, tôi cũng mắc cái bệnh xương khớp. Cho nên khi mà mỗi lần mà đi giải nhiều lần cũng rất là ảnh hưởng đối với vấn đề là coi như xương khớp, chủ yếu là khớp gối, đi lại rất là ngại. Nhiều lúc tham gia cái chính quyền ở địa phương đi họp với hành thì nhiều lúc là coi như là cũng xin phép ra ngoài, thì nói chung cũng ảnh hưởng đến cái chuyện công việc của mình. Tôi đi ở bệnh viện Đa Khoa và một số là coi như bạn bè bà con người ta chỉ cho tôi cái thuốc nam có, tôi cũng có, nhưng mà tôi uống không có hiệu quả. Dù đã chủ động thăm khám nhưng lại không tìm ra nguyên nhân, bác Đức rơi vào thế khó, chẳng biết làm thế nào mới có được một giấc ngủ ngon, mới không phải sợ hãi, rồi chợt như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, niềm hy vọng về một ngày thoát khỏi sự đeo bám của các rối loạn tiểu tiện khó chịu cuối cùng cũng xuất hiện khi bác tìm thấy một giải pháp từ thảo dược. Sau khi tôi nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu thảo dược, tôi mua về tôi uống và tôi thấy cái khả quan, cái hiệu, cái kết quả của cái thảo dược này rất tốt đối với bản thân tôi mà tôi dùng cho đến bây giờ. Mà sau khi tôi thấy như vậy là coi như là tôi rất là phấn khởi, không phải dậy đêm nhiều lần. Chương trình Cơ thể bạn nói gì đang được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Rất vui mừng khi được gặp lại quý vị khán giả trong số phát sóng mới nhất ngày hôm nay với chủ đề xóa tan nỗi lo tiểu đêm, tiểu nhiều lần bằng hạt bí đỏ Peppo và mầm đậu nành. Quý vị thân mến, càng có tuổi thì con người lại càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Và một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm trong thời gian gần đây chính là các rối loạn tiểu tiện hay gặp ở cả nam giới và nữ giới sau tuổi 40. Chuyện tiểu tiện cứ ngỡ là chuyện nhỏ, tuy nhiên nó có thể làm phiền toái với người bệnh khi mà người bệnh thường xuyên phải đi tiểu nhiều cả ban ngày và ban đêm và kèm theo tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Để giảm bớt tần suất đi tiểu, xu hướng hiện nay được nhiều người lựa chọn là quay về với các thảo dược thiên nhiên với ưu điểm an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ và đặc biệt là phù hợp với mọi đối tượng. Nổi bật trong đó là giải pháp thảo dược có chứa chiết xuất hạt bí đỏ, Peppo và mầm đậu nành được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học Thụy Sĩ. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về giải pháp này nhằm giúp quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin hữu ích để sớm chấm dứt được các rối loạn tiểu tiện khó chịu. Thưa quý vị, từ những số đầu tiên phát sóng, tổng đài của chương trình luôn là người bạn đồng hành tin cậy cùng quý vị trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và có một kênh được thiết lập riêng liên quan tới các vấn đề rối loạn tiểu tiện, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu gấp. Quý vị hãy gọi tới số máy hiển thị trên màn hình để được chuyên gia của chương trình tư vấn một cách nhanh nhất. Chúng tôi xin được giới thiệu chuyên gia đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay, tiến sĩ, chuyên gia y tế Lê Sĩ Trung. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Trân trọng cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự chương trình. Và ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện trực tuyến. Và trường quay của chương trình Cơ thể bạn nói gì xin được gửi lời chào đến bác ạ. Như bác có chia sẻ là trước đây bác từng gặp tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón và tiểu gấp, nhưng cũng đã đỡ nhiều rồi. Không biết là hiện tại sức khỏe của bác như thế nào ạ? Trước đây là tôi đi giải nhiều lần, tiểu rát, tiểu xón nhiều lần và tôi không biết là có những bệnh lý của tôi như thế nào. Như vậy là bác bị đi tiểu nhiều lần, không có tiểu khó và tuyến tiền liệt lại ở mức độ bình thường, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái bác nằm trong một cái nhóm mà tuy rằng cái tỷ lệ nó thấp nhưng chúng tôi vẫn thường gặp, đó là hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB thì nó có 4 cái triệu chứng lâm sàng chính. Một là đi tiểu nhiều,
về ban ngày thì trên 8 lần, về ban đêm thì trên 1 lần tiểu gấp như bác đang có. Và cái điều thứ tư đó là xón tiểu. Thế và cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OA này thì nó có những cái tác hại như thế nào? Nhưng trong trường hợp này thì thường là sức khỏe rất kém, bởi vì người ta phải thức dậy rất nhiều lần. Thì cái điều thứ hai nữa là gọi là mất cái tập trung trong cái công việc hàng ngày, cái tỷ lệ gãy xương tăng lên gấp 2 lần. Ngoài ra thì cái tỷ lệ về tai biến mạch máu não nó tăng gấp 3 lần so với người bình thường. Thêm vào nữa thì người bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OA thì các bệnh lý nền nó tăng nặng lên khá nhiều. Thêm nữa thì nó ảnh hưởng khá nhiều đến sinh lý, đến cái tâm lý. Thì đó là những cái điều cơ bản về cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, có nghĩa là về cái việc đi tiểu nhiều lần của những người bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Xin cảm ơn chuyên gia, rất nhiều thông tin cần thiết và bổ ích. Không biết là bác đã tìm đến giải pháp nào để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình ạ? Sau khi tôi uống cái thảo dược Colet thì hiện nay sức khỏe của tôi rất là sảng khoái, thoải mái. Đêm ngủ rất là ngon, rất là ngon lành, không phải dậy nhiều lần. Và sức khỏe của tôi hiện nay bây giờ rất tốt. Điều đầu tiên ý, thì tôi xin chúc mừng bác, bởi bác đã chọn được một cái thảo dược mà có tác dụng rất tốt đối với tình trạng hội chứng bàng quang tăng hoạt của bác. Ở đây thì tôi xin phân tích cụ thể lý do vì sao cái nhóm thảo dược này lại có cái hiệu quả tốt đến như vậy. Thì ở đây thì chúng ta biết rằng là nó có cái nhóm Goulet. Goulet là gì? Goulet là một cái sản phẩm của cái hãng Frutarom ở Thụy Sĩ, trong đó có hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất đó là hạt bí đỏ Peppo. Tôi xin nhắc lại, đó là hạt bí đỏ Peppo ở vùng Địa Trung Hải. Với cái hạt bí đỏ Peppo này thì người ta áp dụng một cái phương pháp chiết xuất đặc biệt, nó gọi là Hyperpure. Dịch tiếng Việt ấy, thì nó có nghĩa là siêu tinh khiết. Và nhờ cái phương pháp này, người ta chiết xuất ra được một cái hàm lượng phenolic rất cao. Và với cái phenolic này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là giảm những cái co thắt bất thường của bàng quang. Tác dụng thứ hai là nó ổn định được hệ thần kinh cơ của bàng quang. Ngoài ra thì nó còn có một cái chất nó gọi là isoflavone, được chiết xuất từ cái mầm đậu nành. Với cái isoflavone này nó có tác dụng là tăng sức dẻo dai của cơ sàn chậu để nâng đỡ bàng quang. Nhờ hai cái thành phần này mà hiệu quả trong việc mà khống chế cái việc đi tiểu nhiều lần rất là tốt. Ngoài ra, khi đưa vào Việt Nam rồi thì các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm hai thành phần nữa, đó là đỗ trọng và L-carnitine. Chính nhờ vậy mà bác đã có được cái hiệu quả như là bác đã đạt được như vậy. Vì sao mà cái nhóm này lại có tác dụng như vậy? Thì tôi xin nói là nhóm Goulet thì nó có ba cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là giảm những cái co thắt của bàng quang, và đồng thời nó tăng cái tính đàn hồi của bàng quang. Tác dụng thứ hai là nó ổn định được hệ thần kinh cơ của bàng quang, tăng cái sức nâng đỡ của tầng sinh môn để nâng đỡ bàng quang ấy. Thì đó là cái cơ chế của cái nhóm thảo dược này. Trên thế giới cũng như Việt Nam thì đã có những cái chứng minh về cái hiệu quả này. Cụ thể như là ở Hàn Quốc người ta đã chứng minh và người ta đưa ra kết luận là 96% những người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OB mà sử dụng cái nhóm Goulet này thì có kết quả rất tốt. Và cũng tương tự như vậy thì ở Việt Nam thì Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội người ta cũng đã chứng minh cái tác dụng của cái nhóm thảo dược nó có bao gồm là Goulet cộng với đỗ trọng và L-carnitine thì kết quả tương tự. Và cái kết quả nghiên cứu này thì đã được đăng trên một cái tạp chí rất có uy tín ở Việt Nam, đó là tạp chí Y học Việt Nam. Xin cảm ơn chuyên gia. Sau khi lắng nghe tất cả những phân tích vừa rồi thì không biết là bác có còn băn khoăn thắc mắc nào mong muốn được giải đáp rõ hơn không ạ? Nếu mà tôi uống thảo dược có ảnh hưởng gì vấn đề xương khớp của tôi hay không? Đề nghị chuyên gia giúp tôi trả lời. Rất cảm ơn câu hỏi của bác. Câu hỏi của bác ấy thì nó là một cái câu hỏi chung của rất nhiều người. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì thế này, cái tuổi của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB nó là cái tuổi trên 50 tuổi.
và nó thường gặp ở tuổi trên 50 tuổi. Và ở cái tuổi trên 50 tuổi thì thường có những bệnh lý nền khác. Ở đây thì cái nhóm sản phẩm thảo dược này đã được chứng minh một cách rất cụ thể là nó được phép sử dụng với bất cứ loại thuốc nào khác và không làm giảm cái hiệu quả của các thuốc khác, cũng như là không gây ra bất cứ một tai biến nào. Cho nên là bác cứ yên tâm để sử dụng. Để tăng cái hiệu quả của cái nhóm sản phẩm thảo dược này thì ta cần chú ý một số những vấn đề trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày như sau. Cái thứ nhất ý, là nên uống nước đủ cho một ngày, và đặc biệt là trước khi đi ngủ thì không nên uống thêm nước vào. Điều thứ hai nữa là ta hạn chế những chất kích thích đến bàng quang. Những chất kích thích đến bàng quang, cụ thể nó là rượu, là bia, là cà phê, thuốc lá thì rất ảnh hưởng, cho nên là nên hạn chế và tốt nhất là ta bỏ đi. Nên đi tiểu trước khi đi ngủ. Cái điều thứ hai là nên kê cao chân khi mà đi ngủ, tập thể dục thường xuyên, một ngày tập khoảng 30 phút trên một tiếng. Và đặc biệt là về ban ngày thì nên cố làm sao để giữ lại mình chỉ đi tiểu nếu như trên 3 tiếng đồng hồ. Thế và ở Việt Nam ấy thì cái việc sử dụng cái nhóm thảo dược này thì đã được chứng minh một cách cụ thể. Người ta đã có một nghiên cứu và người ta thấy một kết quả như sau là chỉ sau từ 3-4 tuần thì cái số lần đi tiểu bất thường đã giảm. Là về đêm thì số lần đi tiểu chỉ còn dưới 1 lần, còn về ban ngày chỉ còn dưới 8 lần. Sau từ 3-6 tháng ấy, thì hoàn toàn những cái rối loạn tiểu tiện đó đã mất đi và người bệnh trở lại bình thường. Xin cảm ơn chuyên gia. Trân trọng cảm ơn chuyên gia đã tận tình giải đáp. Và tiếp theo mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện của bác Nguyễn Thị Vân, 61 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Bác Vân cũng đã gửi tâm sự của mình đến với chương trình và mong muốn cũng được nhắn gửi đến quý vị khán giả rằng đối với người lớn tuổi, nếu có vấn đề về sức khỏe thì hãy mở lòng với con cháu để nhận được sự đồng hành đúng lúc. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đón xem thông điệp ý nghĩa đó trong phóng sự sau đây. Con người ta không ai tránh được quy luật lão hóa của tự nhiên, càng có tuổi thì nguy cơ bệnh tật càng cao. Nhiều người già như cô Vân thường có tâm lý buồn tuổi, cảm thấy lo lắng khi làm phiền con cháu, nên bản thân có bệnh cũng không dám nói, chưa kể đến những vấn đề tế nhị như chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Nhưng sau tất cả thì sự liên kết gia đình, tình thân vẫn là điểm tựa vững chắc trước mọi sóng gió của cuộc đời. Trước kia tôi lo lắng về bệnh tật của mình, về sức khỏe của mình. Tôi sợ làm sao rồi con cái nó lại tốn kém, cho nên là nhiều khi tôi cũng không muốn kể các con. Nếu mà nói ra thì nó thấy mẹ yếu bệnh tật này, nó lại bỏ công bỏ việc ở cơ quan nó, thì nó cũng khổ mà mình cũng ái ngại thế, ảnh hưởng công việc của chúng nó. Thế là tôi cứ đau xương khớp cũng thời gian cũng dài. Sau đấy thì nó lại chuyển sang tiểu đêm. Thì các con nó cũng động viên mẹ là lên đi kiểm tra bác sĩ, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thì tôi cũng có vào bệnh viện, tôi đi kiểm tra và khám. Thì tôi được biết, bác sĩ cho tôi biết là tôi bị bệnh bàng quang tăng hoạt OAB. Rồi chúng nó cố gắng tìm thầy, tìm thuốc, ai giới thiệu cái gì tốt, cái gì hay là mua về cho mẹ dùng. Nhờ đó mà mấy tháng nay bệnh đỡ, gia đình nhà tôi cũng cảm thấy hòa thuận, vui vẻ hơn. Sắc mặt bác Vân đã hồng hào hơn sau bao ngày ảm đạm của quá khứ. Kết hợp với dùng thảo dược có chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành do các con mua về, đôn đốc bác dùng, chẳng bao lâu các rối loạn tiểu tiện đã trong tầm kiểm soát. Giờ đêm tôi chỉ đi tiểu một lần, xong ngủ một mạch cho đến sáng. Ban ngày thì tôi đi 4 đến 5 lần nữa thôi. Các con thì cứ động viên sức khỏe là vàng, thảo dược tốt như vậy thì mẹ dùng đều mà được như bây giờ là ăn ngon ngủ yên. Đấy là con cháu vui mãn nguyện lắm rồi. Không mong những điều xa xôi ngoài tầm với, chỉ mong cuộc sống bình yên, giản dị mỗi ngày bên con cháu. Bác Vân đã xóa bỏ được rào cản tâm lý tiêu cực bấy lâu, đón nhận những niềm vui mới đến. Với người già mà nói, hạnh phúc giản đơn này mới thực sự là điều ý nghĩa.
Vâng, thưa quý vị, qua câu chuyện của bác Vân thì chúng tôi đều mong rằng bất cứ ai trong cuộc đời này đều sẽ có được mái ấm hạnh phúc cùng với ông bà, cha mẹ và con cái của mình, chung sống thật là ấm áp, khỏe mạnh bên nhau. Và cũng xin được nhắn gửi tới quý khán giả lớn tuổi là tuyệt đối không được chủ quan khi phát hiện có các rối loạn tiểu tiện bất thường, hãy chủ động tìm kiếm giải pháp cải thiện sớm, đừng chủ quan để bệnh trở nặng dẫn tới những sự cố ngoài ý muốn như bác Vân bị té ngã vô cùng nguy hiểm. Và ngay lúc này thì tín hiệu của tổng đài đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi rồi. Mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc gọi đầu tiên. Tôi là Nghiêm Thị Mơ, 61 tuổi, hiện đang sống tại Sơn Tây, Hà Nội. Dạ vừa rồi tôi thấy tự dưng đi tiểu nhiều hơn bình thường, nhất là đêm. Cứ phải dậy 3-4 lần, trong khi trước đây đêm nào cũng yên giấc tới sáng. Tôi cũng chủ động đi khám rồi, bác sĩ nói là do bàng quang tăng hoạt OAB, có khuyên tôi kết hợp thuốc Tây và thảo dược thì sẽ nhanh cải thiện được tình trạng này. Thuốc Tây tôi không dám uống vì viêm loét dạ dày, thảo dược thì nhiều loại quá. Tôi chưa biết nên yên tâm sử dụng cái nào thì tốt, mong được chuyên gia tư vấn. Dạ vâng, ở đây thì tôi thấy có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về chẩn đoán bệnh, nó là vấn đề quan trọng nhất. Bởi từ cái chẩn đoán bệnh người ta sẽ hướng ra cách điều trị. Thì chẩn đoán bệnh của bác đã rõ ràng, bởi bác đã được khám tại bệnh viện và người ta đã chẩn đoán bác là bác bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Cái điều thứ hai nữa là bác đã được hướng dẫn về cái cách sử dụng thuốc Tây, và tôi xin nói rõ với bác là này, trong thuốc Tây thì nó có một số những cái tác dụng phụ không được tốt lắm đâu. Cụ thể nữa là nó làm cho khô miệng, làm cho táo bón. Tôi khuyên bác là bác nên sử dụng cái nhóm thảo dược Goulet. Ngoài cái việc du nhập thêm cái nhóm Goulet vào Việt Nam thì các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm Đỗ Trọng và L-carnitine. Chính nhờ vậy mà cái nhóm thảo dược này có hiệu quả rất tốt trong việc khống chế những cái rối loạn tiểu tiện của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Cho nên là tôi khuyên bác là bác nên sử dụng cái nhóm thảo dược mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay. Ở đây thì tôi xin đưa thêm hai cái ví dụ cụ thể về cái hiệu quả này. Thì là ở Hàn Quốc người ta đã có một cái chứng minh của cái nhóm Goulet đối với cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Thì người ta đưa ra kết luận là 96% những người bị cái hội chứng này mà sử dụng cái nhóm sản phẩm thảo dược Goulet thì có cái hiệu quả rất tốt. Và thêm nữa, các nhà khoa học Việt Nam đã bổ sung thêm Đỗ Trọng và L-carnitine, và người ta đã làm một cái chứng minh tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội và cũng đưa ra một kết quả tương tự là 96% có tác dụng rất tốt. Và xin nói thêm là nó đã được Bộ Y tế của Việt Nam cấp phép cho sử dụng. Với những cái trường hợp mà bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB như thế này, và nó không hề gây một cái tác dụng phụ gì hết. Tuy có một điều tôi xin nhắc bác về cái liều lượng, thì liều lượng thì bác nên sử dụng là liên tục các ngày từ 3-6 tháng. Trân trọng cảm ơn tiến sĩ chuyên gia y tế Lê Sĩ Trung đã cung cấp rất nhiều những thông tin cần thiết và hữu ích liên quan đến vấn đề rối loạn tiểu tiện rồi bàng quang tăng hoạt OAB để giúp cho quý vị khán giả có thể nhanh chóng cải thiện sức khỏe của mình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã tin tưởng kết nối trực tiếp đến chương trình. Và vừa rồi câu hỏi của bác Nghiêm Thị Mơ cũng đã khép lại thời lượng chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay với chủ đề là xóa tan nỗi lo tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp bằng hạt bí đỏ, Peppo và mầm đậu nành. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.